Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Skills 2 trang số 13 Unit 7 Traffic trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới. Sau đây cô và các em sẽ cùng nhau xem phần Listening. Phần Listening của chúng ta sẽ có thể thấy Traffic Problems in Big City, tức là vấn đề giao thông ở các thành phố lớn. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta là Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is this special? Có nghĩa là chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Em nghĩ bức hình này đã được chụp ở đâu? Và điều gì khiến cho nó đặc biệt? Thì chúng ta có thể trả lời như sau. Cô sẽ trả lời là I think this picture was taken in a city, maybe in Vietnam. It was a long traffic jam. Có nghĩa là cô nghĩ bức hình này được chụp ở một thành phố nào đó, có thể là ở Việt Nam. Chúng ta thấy kẹt xe một hàng dài, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần task 2. Look at the following headline and check the answers. Tức là các em sẽ nhìn vào tựa đề sau và kiểm tra câu trả lời của em. Tựa đề là gì? Record breaking jam, tức là kẹt xe phá kỷ lục. Yesterday, Brazil's largest city had the world's longest ever traffic jam. Tức là hôm qua Brazil đã có một sự kẹt xe dài nhất trên thế giới ở một thành phố lớn nhất Brazil. It was 295 km long, và nó dài 295 km. Tức là bức tranh phía trên mà chúng ta nhìn thấy trong phần hoạt động số 1 là bức tranh kẹt xe ở Brazil, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần 3. Hoạt động số 3 của chúng ta. Listen to the passage and choose the correct answer. Tức là chúng ta sẽ nghe đoạn văn và tìm câu trả lời chính xác cho các câu hỏi ở dưới. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Unit 7. Page 13. Skills 2. Activity 3. Now listen to the passage and choose the correct answer. The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. Sao Paulo in Brazil has the world's worst daily traffic jams. According to reports, the historical congestion record was set on June 1st, 2012, with 295 kilometers of vehicle queues around the city during the evening rush hours. Some other big cities also suffer from serious congestions in the rush hours. The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, the problem is getting worse and worse. Chúng ta vừa lắng nghe xong đoạn văn và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm các câu hỏi trong bài. Câu hỏi số 1 của chúng ta là Sao Paulo in Brazil has. Chúng ta có 3 đáp án là a large population, tức là dân số đông. Đáp án B của chúng ta, the worst traffic jam, tức là những vụ kẹt xe tệ nhất. Đáp án C của chúng ta, good records, là những kỷ lục cao. Thì chúng ta sẽ cùng nhau sẽ lại đoạn văn nhé. Ở đây cô sẽ có phần transcript cho mình dễ theo dõi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại đoạn văn này và xem phần transcript. Unit 7. Page 13. Skills 2. Activity 3. Now listen to the passage and choose the correct answer.
The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. Sao Paulo in Brazil has the world's worst daily traffic jams. Chúng ta có thể thấy Sao Paulo in Brazil has the world's worst daily traffic jam, đúng không nào? Cho nên đáp án câu số 1 của chúng ta sẽ là đáp án B. Câu số 2, câu hỏi là Big cities often suffer from traffic jams. Có nghĩa là những thành phố lớn thường phải chịu vấn đề tắc nghẽn giao thông. Đáp án A là every day, là mỗi ngày. Đáp án B, in the evening, là buổi tối. Đáp án C, in the rush hour, là vào giờ cao điểm. Chúng ta hãy tiếp tục nghe tìm câu trả lời nhé. According to reports, the historical congestion record was set on June 1st, 2012, with 295 kilometers of vehicle queues around the city during the evening rush hours. Some other big cities also suffer from serious congestions in the rush hours. Chúng ta nghe thấy đúng không? Some other big cities also suffer from serious congestion in the rush hour. Tức là nhiều thành phố lớn khác cũng phải chịu đựng cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng vào ở giờ cao điểm. Rush hour, đáp án của chúng ta là đáp án C. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 3. Câu số 3 của chúng ta, the main cause of the problem is, tức là nguyên nhân chính cho vấn đề này là A, increase in population, là cái việc gia tăng dân số. B là narrow road. C là poor quality road. B tịch là đường hẹp. Còn C tức là đường kém chất lượng. Chúng ta hãy nghe tìm câu trả lời nhé. The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. Cho nên câu số 3 đáp án của chúng ta là increase in population, đúng không nào? The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. Cho nên câu số 3 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Câu số 4, according to the passage, many road users, có nghĩa là theo như đoạn văn thì rất là nhiều người sử dụng đường bộ thì sao? A, respect the traffic rules, tức là tôn trọng luật giao thông đường bộ. B, do not know traffic signs, tức là không biết những cái dấu hiệu giao thông. C, do not obey traffic rules, có nghĩa là không tuân thủ theo luật giao thông. Cho nên chúng ta hãy cùng lắng nghe để chọn đáp án cho câu số 4 nhé. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, the problem is getting worse and worse. Chúng ta có thể nghe thấy câu also many road users have no respect for traffic rules. Tức là nhiều người sử dụng đường bộ cũng không hề tôn trọng luật giao thông. Cho nên đáp án cho câu số 4 của chúng ta là đáp án C. Do not obey traffic rules. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần listening và chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần writing nhé. Phần task 4 của chúng ta nhiệm vụ là take the traffic problems in big cities in Vietnam, là đánh dấu chọn vào những vấn đề giao thông trong những thành phố lớn ở Việt Nam. Chúng ta có các vấn đề giao thông được đưa ra ở đây là vấn đề thứ nhất, too many people using the road, có nghĩa là rất nhiều người sử dụng đường bộ. Vấn đề thứ hai, too many vehicles, có quá nhiều phương tiện giao thông. Vấn đề số 3, narrow and bumpy roads, tức là đường hẹp và lầy lội. Vấn đề thứ tư, chúng ta có traffic accidents every day, có nghĩa là tai nạn giao thông hàng ngày. Vấn đề số 5, why animals running across the road, tức là những cái động vật hoang dã thì chạy ngang qua đường. Vấn đề số 6, young people riding their bike dangerously, có nghĩa là những người trẻ lái xe đạp của họ một cách nguy hiểm. Thì chúng ta thấy tất cả các vấn đề này đều là những vấn đề giao thông mà chúng ta có thể bắt gặp ở Việt Nam, đúng không nào? Sau đó chúng ta có nhiệm vụ là then write the above in full sentences, có nghĩa là viết những cái phía trên thành những câu hoàn chỉnh. Example, ví dụ như one of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the road, có nghĩa là một trong những vấn đề giao thông lớn ở thành phố lớn của chúng ta đó là có quá nhiều người sử dụng đường bộ. Đây là câu mà chúng ta đã viết về vấn đề số 1.
Và bây giờ cô sẽ cung cấp cho các em các câu mà viết về các vấn đề số 2, 3, 4, 5 nhé. Vấn đề số 2, too many vehicles, thì chúng ta sẽ có câu There are too many vehicles on the road, có nghĩa là có quá nhiều phương tiện giao thông ở trên đường. Câu số 3, many roads are narrow and bumpy, có nghĩa là nhiều con đường chật hẹp và lầy lội. Câu số 4, there are traffic accidents every day, có nghĩa là tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày. Câu số 5, why animals run across the road, có nghĩa là động vật hoang dã chạy qua đường. Câu số 6, many young people ride their bike dangerously, có nghĩa là nhiều thanh niên lái xe thật là nguy hiểm. Sau khi mà hoàn thành viết các câu ở phần số 4 thì chúng ta sẽ chuyển sang phần hoạt động số 5. Hoạt động số 5 của chúng ta là write a paragraph about the traffic problems where you live or in a town or a city you know well. Có nghĩa là chúng ta sẽ viết một đoạn văn về vấn đề kẹt xe nơi bạn sống hoặc trong một thị trấn hoặc một thành phố mà em biết. Use the cue above and the following outline. Sử dụng những gợi ý bên trên và dàn ý bên dưới. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái gợi ý mà chúng ta vừa viết trong bài số 4. Và cái phần dàn ý như sau. Phần dàn ý đầu tiên thì chúng ta sẽ có một câu introduction, tức là giới thiệu. Sau đó problem 1, problem 2, problem 3. Và chúng ta sẽ liệt kê các vấn đề số 1, vấn đề số 2 và vấn đề số 3. Cuối cùng là conclusion, kết luận. Thì chúng ta sẽ đưa ra reason or advice, suggestion, có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra nguyên do hoặc là lời khuyên, lời gợi ý. Thì ở đây cô đã chuẩn bị cho các em một đoạn văn viết về cái vấn đề giao thông ở Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đoạn văn này chúng ta sẽ viết như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một câu chủ đề, câu giới thiệu, đó là My city, Hà Nội city has bad traffic problem, tức là thành phố của tôi đang sống, thành phố Hà Nội thì có cái vấn đề giao thông rất là nghiêm trọng. Sau đó chúng ta sẽ nêu từng vấn đề một. Vấn đề thứ nhất là There are so many vehicles on the street and alleys, from buses, cars to motorbikes and bicycles. The city has the most motorbikes in this country. Có nghĩa là có quá nhiều phương tiện giao thông ở trên những con đường và hẹp nhỏ, từ xe buýt, xe hơi cho đến xe máy, xe đạp. The city has the most motorbikes in this country. Có nghĩa là thành phố có nhiều xe máy nhất cả nước. Moreover, the streets are very narrow and bad. Vấn đề thứ hai của chúng ta là hơn thế nữa thì đường còn rất là chật và tồi tệ. They are easily flooded when it rains so heavily. Có nghĩa là nó rất là dễ bị ngập úng khi mà có mưa to. The street and valley become bumpy after the rain. Tức là đường phố và những cái dạng con và những cái hẹp nhỏ trở nên lầy lội sau cơn mưa. Vấn đề số 3 của chúng ta là many road users do not obey traffic rules, tức là rất là nhiều những người sử dụng đường bộ thì không tuân theo luật giao thông. They usually drive and drive very dangerously, có nghĩa là họ luôn lái xe rất là, một cách rất là nguy hiểm. Và cuối cùng câu kết luận của chúng ta là as a result, traffic accidents happen every day in this city, có nghĩa là kết quả là những cái vụ tai nạn giao thông thì xảy ra gần như là hàng ngày ở thành phố này. Vậy là cô và Kem đã hoàn thành các bài tập trong phần Skills 2 cho trang số 13, Unit 7, Traffic trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào!